Uyển Ân, game là dễ nhờ có Mark em gái Trấn Thành. Sự nghiệp suôn sẻ đáng mơ ước, thở mới làm tân binh đã được các nghệ sĩ quan tâm chăm sóc. Từ diễn viên đá chéo sân đi dự sự kiện thời trang, lập tức chiếm spotlight của dàn celeb đình đám. Rũ bỏ nét thanh lịch, chịu mặc bạo khoe sắc xinh đẹp nổi bật trên thảm đỏ. Dự án phim mới tiếp tục được làm nữ chính, kết hợp cùng ông vua phòng vé Thái Hòa. Được biết đến với cái mác em gái Trấn Thành, Uyển Ân rõ ràng có xuất phát điểm tốt hơn so với các diễn viên trẻ khác. Tuy cô cũng phải từ vai phụ mới lên vai chính, song con đường làm nghề đầy suôn sẻ. Thở tân binh còn được các nghệ sĩ trong giới quan tâm, chăm sóc thì những gì Uyển Ân có được nhờ anh mình khiến nhiều người phải mơ ước. Thời gian gần đây, Uyển Ân chăm xuất hiện trước công chúng hơn, đặc biệt là sau khi công bố dự án phim mới. Gần nhất, cô nàng góp mặt trong một sự kiện thời trang, khiến nhiều người bất ngờ bởi vốn dĩ em gái Trấn Thành là một diễn viên. Việc cô đá chéo sân hơi sớm đã khiến nhiều người nghi ngại, nhưng với mối quan hệ mà Uyển Ân có trong giới, việc nữ diễn viên được các sự kiện thời trang chú ý, mời mọc là điều không quá khó hiểu. Trước đây, mọi người thường biết đến Uyển Ân với hình ảnh một cô gái thanh lịch, nhẹ nhàng, thường xuyên diện những thiết kế đầm xòe bồng bềnh, xinh như công chúa. Nhưng trong sự kiện thời trang diễn ra ngày 20 tháng 12, Uyển Ân đã rũ bỏ hoàn toàn nét dịu dàng, thay vào đó là một cô gái chịu mặc bạo, khoe vóc dáng thon gọn hoàn hảo. Bên cạnh đó, mái tóc mới của Uyển Ân cũng mang đến cho cô một vẻ ngoài cá tính hơn. Không hổ danh là em gái Trấn Thành, Uyển Ân vừa xuất hiện là chiếm trọn spotlight của dàn celeb góp mặt tại sự kiện. Từ lúc đi thảm đỏ cho đến khi ngồi hàng ghế đầu dự show, từng cử chỉ hoạt động của Uyển Ân đều thu hút ống kính truyền thông. Cô nàng đã thực sự nổi bật khi góp mặt trong show thời trang này. Có vẻ như dịp cuối năm cũng là thời điểm mà Uyển Ân trở lại đầy mạnh mẽ. Không chỉ dự sự kiện, trước đó Uyển Ân còn được công bố là nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm mang tên Vũ Trụ Tiểu Tam, Sắc và Tình. Lần này, nữ diễn viên được hợp tác với ông vua phòng vé Thái Hòa, dự kiến phim sẽ ra mắt dịp 30 tháng 4 năm 2024. Bên cạnh bộ phim này thì dịp Tết năm nay, Uyển Ân cũng sẽ trở lại màn ảnh rộng với một vai phụ trong bộ phim Mai do chính anh trai mình làm đạo diễn và nhà sản xuất. Dù chưa tiết lộ nhiều, song khán giả cũng rất mong chờ vào màn comeback này của Uyển Ân. Tính đến hết năm nay, Uyển Ân cũng đã gia nhập làng giải trí được gần 5 năm. Trong suốt 5 năm này, nữ diễn viên nhờ có sự giúp đỡ từ anh trai mình mà sự nghiệp khá suôn sẻ. Những năm đầu là tân binh, Uyển Ân tham gia một vài vai diễn nhỏ và dần gây ấn tượng trong mắt công chúng. 2 năm trở lại đây, Uyển Ân tham gia các tác phẩm của anh trai từ Bố Già, Nhà Bà Nữ. Tất cả đều có doanh thu vượt trội, giúp Uyển Ân trở thành cái tên sáng giá trong làng điện ảnh Việt Nam. Không chỉ nhận phim đều, Uyển Ân còn rất được các nghệ sĩ trong giới chiếu cố. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp cùng anh mình và các nghệ sĩ. Nhìn chung, với cái mác em gái Trấn Thành, có lẽ cũng không ai dám đắc tội với Uyển Ân, nhất là khi anh trai cô đang là cái tên đình đám trong giới giải trí. Nhìn chung, so với một diễn viên trẻ thì con đường làm diễn viên của Uyển Ân đã quá mức suôn sẻ rồi. Trong khi những cái tên mới phải chầy chật tìm cơ hội, thì Uyển Ân lại một đường từ vai phụ lên vai chính, từ web drama tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh rộng. Nói không hoa thì chính sự nổi tiếng của Trấn Thành đã giúp ích không nhỏ cho Uyển Ân. Nhưng vậy thì có sao, có chỗ cứ việc dựa, miễn không làm ảnh hưởng tới ai là được.